Ok anh em nhá, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Lại là mình Vững Máy Tính đây. Cái khoảng thời gian gần đây có rất là nhiều anh em hỏi mình về những cái cấu hình nhẹ nhàng khoảng tầm 5-7 ác võ lâm để anh em có thể chơi vui, trải nghiệm hoặc là kiếm tiền. Thì ngày hôm nay để đáp ứng yêu cầu của anh em thì mình sẽ lên cho anh em một cái con BC. Tiêu chí ngày hôm nay của mình sẽ là một cái con BC mạnh nhất trong tầm giá để phục vụ cho anh em có thể cày khoảng tầm 5-7 lít võ lâm. Thì tùy cái game giả lập của anh em. Ví dụ như có những cái game nó nặng thì nó sẽ chơi được ít nick hơn, còn đâu có những game nó nhẹ thì nó sẽ chơi nhiều nick hơn. Còn cấu hình ngày hôm nay mình dựng lên cho anh em tham khảo thì nó có thể đáp ứng cho anh em chơi khoảng tầm 5-7 ác võ lâm truyền kỳ, võ lâm ngày xưa anh em ạ. Về phần main thì để đáp ứng cái tiêu chí là giá thành rẻ và hiệu năng cao thì mình sẽ sử dụng một cái con main X79. Đây là một cái mẫu X79 thường, không phải gaming, nhưng mà cũng là một cái mẫu X79 form to nha anh em. Anh em có thể thấy trên màn hình đây, 4 khe cắm ram. Và với con main này nó sẽ hỗ trợ cho anh em nhận khoảng tầm 128GB ram nha anh em. Nhưng mà mình nghĩ là với một cái con X79 mà một chip như này, X79 thì nó có rất là nhiều loại nha anh em nhé. Có dòng gaming này, có dòng đua chip này, và có dòng một chip như này. Và cũng có những cái dòng form nhỏ, ví dụ như MATX. Còn cái form này là form to nha anh em. Thì với con X79 này mình nghĩ là anh em chỉ cần cắm khoảng tầm 4 thanh 16 là bao nhiêu ghi? 4 thanh 16 là 64GB là đã quá ok rồi, chứ còn cũng không cần phải đến 128GB như là cái con main này nó nhận đâu anh em ạ. Nếu như mà anh em sử dụng 128GB thì mình nghĩ là anh em nên chuyển sang những cái dòng X99 mà đua chip ấy, thì nó sẽ giúp cho anh em chạy nhiều ác hơn, thì nó sẽ cần nhiều RAM như thế hơn. Chứ còn cái dòng X79 này mình nghĩ là khoảng tầm 64GB RAM là đã là thoải mái rồi. Cổng USB thì quá trời luôn, 8 cổng. Và đặc biệt là cái con X79 này nó có âm thanh 7.1 nha anh em. Với cái âm thanh 7.1 này nó sẽ giúp anh em nghe nhạc hay hơn, rất phù hợp với những anh em nào yêu nghệ thuật, yêu âm nhạc. Anh em có thể cho nó chạy khoảng tầm 5-6 ác game anh em bắt đấy, xong kèm theo là anh em có thể bật nhạc để anh em đi ngắm cảnh thoải mái tuyệt bô nha anh em. Cái cấu hình ngày hôm nay mình dựng trên cái tiêu chí là giá thành rẻ và hiệu năng cao thì mình sẽ sử dụng trên một cái con X79 thôi. Nói chung là cái con X79 này là một cái con main giá thành thấp nhất để có thể phục vụ cho anh em cài giả lập. Còn nếu như điều kiện kinh tế của anh em cao, anh em có thể lấy lên những cái con X99 Gaming hoặc X99 Đua T8D gì đấy, thì nó sẽ hỗ trợ cho anh em cài nhiều ác hơn và nó sẽ mạnh mẽ hơn. Và hiện tại là mình đang sử dụng một con chip E5-2689, con này là 8 nhân và 16 luồng. Với con E5-2689 này thì bây giờ anh em có thể mua được với giá dao động khoảng tầm trên dưới 500.000 nha anh em. Và cái con bên này thì bây giờ anh em có thể mua với giá khoảng tầm 1,5 triệu một con như này anh em ạ. Con này là cũ nha anh em. Cả main với chip thì nó rơi vào tầm 2 triệu. Nếu như anh em mua thanh lý lại của người dùng, người ta không có nhu cầu sử dụng nữa thì nó sẽ rẻ hơn. Có thể anh em sẽ mua được với giá khoảng tầm 1,6 triệu chẳng hạn. Cái đồ cũ này thì nó cũng vô vàn lắm nha anh em, nó cũng tùy cái nhu cầu của người bán và người mua nữa. Nên là nó giá của nó sẽ không cụ thể được như đồ mới. Còn về vấn đề RAM thì để chạy được khoảng tầm 5 ác giả lập võ lâm, anh em cần một cái thanh RAM khoảng tầm 16GB đổ lên. Bởi vì là một ác nó sẽ ăn của anh em khoảng tầm 2GB RAM, thì 5 ác nó sẽ ăn khoảng tầm 10GB RAM rồi. Còn cái lượng RAM vào Win mấy này vào các cái phần mềm chạy ngầm nữa thì khoảng tầm 16GB là vừa đủ thôi nha anh em, chứ chưa thoải mái được. Nếu như anh em kinh tế anh em cao, anh em có thể sử dụng hai thanh 16, nó sẽ lên khoảng tầm 32GB RAM cho anh em, thì anh em sử dụng sẽ thoải mái hơn. Còn một cái thanh DDR3 16GB như này thì bây giờ anh em có thể mua được với giá khoảng tầm 750-800.000 một thanh nhé. RAM ECC, cái thanh RAM này nó còn một cái tên gọi nữa là RAM kiểu RAM máy chủ anh em ạ. Thì những cái thanh RAM ECC này nó giá của nó sẽ thấp hơn những cái thanh RAM truyền thống, thấp hơn khoảng tầm vài trăm. Còn về vấn đề ổ cứng thì tùy cái con main, ví dụ như con X79 này thì nó sẽ có một cái cổng để hỗ trợ cho anh em nắp những cái con SSD chuẩn NVMe như thế này đấy. Thì với cái nhu cầu là chạy khoảng tầm 5 ác ấy, mình nghĩ là một cái con SSD khoảng tầm 120GB là vừa đủ để cho anh em chạy Win và chạy 5 ác game. Còn nếu nhu cầu của anh em chạy nhiều hơn ấy, thì anh em có thể chọn một cái con ổ SSD nó có dung lượng cao hơn, ví dụ như 250GB đổ lên. Thì SSD anh em có thể chọn một con NVMe 120GB như thế này, thì bây giờ anh em có thể mua được với giá khoảng tầm 380.000 một con SSD cũ. Còn nếu không có khe M2
thì anh em có thể sử dụng sang một cái con SSD cắm dây chuẩn SATA như này. Với một cái con cũng 120GB SATA cũ thì anh em có thể mua được với giá khoảng tầm 300.000 nha anh em, 300.000 một con như này. Còn về phần cao màn hình thì trên cái cấu hình này mình sẽ thị phạm cho anh em trên một cái con GTX 1050 2GB. Với một cái con 1050 2GB này thì anh em có thể cày thoải mái khoảng tầm 7-8 app võ lâm truyền kỳ, không vấn đề gì cả. Nhưng mà có một cái điểm lấn cấn ở trên cái con 1050 này là giá anh em ạ. Giá của nó trên thị trường bây giờ như là thợ bọn mình nhập vào thì cũng, nếu như mà mình nhập số lượng ấy mà bảo hành một tháng thì nó cũng phải rơi vào tầm 2.550.000 hoặc 2.600.000 tùy cái đợt hàng. Mà bây giờ bán cho anh em thì phải bảo hành khoảng tầm 3 tháng thì cũng phải rơi vào tầm 2.700.000 một con mới bán. Nói thật là thợ bọn mình bây giờ nhập số lượng vào những cái con 1050 này nó vẫn đứng giá rất là cao lên ạ. Thực sự là bán cũng rất là ngại. Thông tin chi tiết cũng như là giá của tất cả các linh kiện thì mình có ghi dưới phần mô tả. Nếu như anh em có nhu cầu tham khảo thì anh em có thể vào, anh em tham khảo giúp mình. Và anh em có thể dựa vào cấu hình này để tự build cho mình một con PC làm sao để có một cái giá thành rẻ nhất và mang lại cho anh em một cái hiệu năng cao nhất trong cái quá trình mà anh em sử dụng. Đây là các cái linh kiện chính trong cái con PC này. Ngoài ra thì để làm mát cho cái con chip này, mình sẽ sử dụng một cái con tản khí T400 Lycon. Con này không phải là T400i đến từ Cooler Master đâu, mà một cái con T400 đến từ Lycon này. Và đặc biệt là cái con tản này anh em có thể sử dụng so những cái con chip socket 1700 cũng rất là ok luôn, rất là thoải mái. Giá thành của con này mới là 300.000 nha anh em nhé, LED RGB. Và đặc biệt là LED RGB này nó có thể đồng bộ ở trên bên nha anh em nhé. Những cái con bên nào nó có hỗ trợ đồng bộ LED thì nó có thể đồng bộ được nha anh em. Thì máy mình đã lên hình ở đây. Về phần nguồn ấy, thì mình thấy là cái giá giữa nguồn cũ và nguồn mới nó không chênh lệch bao nhiêu. Thì mình nghĩ là anh em nên sử dụng một cái con nguồn mới cho nó an toàn và ổn định cho cái bộ máy của anh em. Còn về phần vỏ này thì tùy cái nhu cầu của anh em thôi. Nếu như anh em muốn tiết kiệm chi phí hết mức có thể thì anh em có thể sử dụng mấy cái con vỏ cũ cùi cùi cũng được. Còn nếu như anh em muốn cái cây máy tính của mình trông hầm hố, nó mát mẻ và trông nó đẹp thì anh em có thể sử dụng những cái con vỏ nét và có cái fan nét như này này. Về cái phần vỏ này thì nó không ảnh hưởng đến hiệu suất nhiều, nó chỉ ảnh hưởng đến cái mặt hình thức thôi. Nói chung là nếu như anh em lắp cái vỏ này mà có fan nét ấy thì khi mà mùa hè đấy, cái con máy của anh em nó cũng mát hơn. Nói chung là nó cũng có ảnh hưởng đến hiệu suất một chút nhưng nó không nhiều nha anh em. Với lại một cái ưu điểm của những cái vỏ mà có nhiều fan nét như này là trong những cái ngày trời lồm ấy thì anh em sử dụng nó sẽ hạn chế được cái việc máy của anh em bị ẩm mốc nha anh em. Cây thì hiện tại là mình vẫn để trần để test cái hiệu suất cho anh em thôi, chứ còn mình cũng chưa đóng nắp với lại nạt dây ở đâu. Nếu như mà đóng nắp với chạy dây gọn gàng thì mình nghĩ là cái vỏ này nó lên hình cũng khá là đẹp. Cái cây này thì mình thấy là nó cũng tương đối là đẹp, rộng rãi và thoáng mát, rất là hợp lý cho anh em nắp những cái con máy giả lập đua chip. Thì hiện tại là mình đang cho cái cấu hình này chạy 5 áp võ lâm truyền kỳ 1 nha anh em. Võ lâm ngày xưa đây, anh em có thể nhìn thấy 5 áp ở trên màn hình. Anh em thông cảm nhé, mình không cài cái tựa game này nên là mình chỉ bật lên vào game và test cho anh em thôi, chứ còn không có cái phần mềm auto. Nếu mà có cái phần mềm auto để test cho anh em thì nó sẽ tối ưu hơn và nó sẽ chuẩn hơn. Nhưng mà mình không cài nên là mình không có auto, nhưng mình chỉ test như này thôi. Đấy, các cái thao tác di chuyển rất là mượt mà ngon lành luôn nha anh em. Các click này không bị treo nha anh em, không bị treo. 5 click di chuyển, 5 click di chuyển rất là mượt mà không bị treo, không bị đơ nha anh em. Thì anh em có thể để ý này, CPU hoạt động có 50 mấy% thôi. Còn RAM thì sử dụng khoảng tầm gần 14GB trên tổng số là 16GB. Thì cái con này nó có thể chạy được thêm một nick nữa nha anh em, thêm một cái nick giả lập nữa. Nhưng mà mình không cho nó chạy bởi vì là khi mà nó chạy thêm một nick nữa thì nó đã lên full tầm 16GB nên mình sợ nó bị treo anh em. Mình sợ nó bị treo máy nên là mình cho chạy tầm 5 app thôi. Các màn hình thì hoạt động có 34% thôi. Thì với cái cấu hình này đấy, anh em có thể lắp thêm một thanh RAM 16GB nữa và có thể chạy được khoảng tầm 8 app nha anh em, tầm 8 app anh em ạ. Và các cái click giả lập này là mình đã tối ưu, mình để cho nó chạy khoảng tầm 1 CPU và 2GB RAM thôi. Và cái chỉ số FPS mình cũng chỉ để khoảng tầm, đây chỉ số FPS là 60 anh em ạ.
chỉ số Mbet đang là 60 nha anh em, đang là 60. Nếu mà anh em để xuống tầm 20 thì còn mượt nữa, nhưng mà mình nghĩ là cấu hình này nó chạy la mát quá thoải mái luôn. Nếu anh em lên một thanh 16 ghi nữa thì cái cấu hình này nó có thể chạy khoảng tầm 7-8 mác nha anh em. Con ổ cứng thì hiện tại là mình đang sử dụng một con 120 ghi, thì cả chạy win và 5 cái ác volume này chỉ tốn của anh em một nửa dung lượng thôi, tức là tốn của anh em khoảng tầm 60 ghi thôi, bỏ 120 ghi là thoải mái nha anh em. Còn về cái con GTX 1050 này thì cũng rất là thừa thãi để cho anh em chơi khoảng tầm 5 ác volume. Nếu như anh em chỉ chơi khoảng tầm 4-5 ác thôi thì anh em có thể giảm cái con này xuống cái con 750 Ti cũng được, hoặc là thấp hơn một chút nữa cũng được nha anh em. Hiện tại là mình đang cắm cái ổ cứng hay test game của mình vào và test cho anh em một số những cái tựa game hiện hành trên cái con máy giả lập này xem như nào nha anh em. Cấu hình máy đây, chip Intel Xeon E5-2689, con này max TDP là 115W nha anh em, socket 2011, con này xung mặc định là 2.6 8x16 luôn, main Intel X79, RAM DDR3 16GB một thanh, và con này là bớt 1600 nha anh em. Còn mình GTX 1050 2GB D5, con này TDP là 75W điện. Ngoài phục vụ cho công tác cài giả lập thì cấu hình này nó cũng vẫn đáp ứng rất là tốt để cho anh em chơi những cái tựa game hiện hành bây giờ, ví dụ như GT5 đây. Đến với GT5 thì anh em sẽ có một cái chỉ số FPS khoảng tầm 100 FPS. Mình sẽ show anh em cái setting này. Độ phân giải Full HD 1080, khởi động cơ MSAA thì tắt, giới hạn FPS tắt này. Và cái setting hiện tại là low M nha anh em, low M setting. Với cái setting low M ấy, thì cái cấu hình này nó sẽ thu về cho anh em khoảng tầm 100 FPS trong game. Và anh em có thể thấy là cảm hình hoạt động 90% hiệu suất rồi, nhiệt độ tầm 65 độ C. CPU thì với một cái con Xeon 2689 này nó vẫn có thể đáp ứng cho anh em chơi khá là ngon cái tựa game GT5 này nha anh em nhé. CPU chỉ hoạt động khoảng tầm 38% thôi, và nhiệt độ thì tương đối mát, nhiệt độ có 56 độ C thôi anh em ạ. Chơi thì tương đối ngon lành, mượt mà và ổn định. Cái con E5-2689 này nếu như anh em dùng để chơi GT5 nó còn ngon hơn cái con E3-1220V3 mà lắp cho cái dòng H81 này rất là nhiều anh em ạ. Cái con 1220 đấy thì mình chơi GT5 thấy nó toàn 80-90% thôi, và nhiều lúc nó bị đờ đốp FPS bởi vì là nó nghẽn chip. Nhưng mà sang cái con này và cũng sử dụng trên con 1050 ấy thì mình thấy là chip hoạt động rất là đủng đỉnh nha anh em. Mà cái con này lại khỏe nữa, 8x16 luôn, chơi giải lập cũng được, chơi game hiện hành cũng ngon. Cái quan trọng là cái con này nếu như anh em bây giờ tìm mua trên thị trường nó còn rẻ hơn cái con E3-1220 nha anh em. Anh em nhìn này, mỗi tội là nó ăn điện nhiều hơn thôi, trong game thì nó ăn lên tầm 92W điện rồi. Đến với PUBG phiên bản PC thì mình thấy là cái chỉ số FPS nó hơi thấp so với cái con 1050. Bởi vì thường mình test trên những cấu hình khác ấy, thì con 1050 nó vẫn mang về cho anh em khoảng tầm 60 FPS trong game cơ. Nhưng mà trên cái cấu hình này chỉ được khoảng tầm 50 mấy thôi. Đấy, mình show anh em setting này. Độ phân giải Full HD 1080 này, giờ đây 100 này. Và cái mức setting đồ họa là medium, một cái mức setting tầm trung, một cái mức setting mà mình vẫn hay test cho anh em. Thì mình sẽ thử chuyển xuống cái mức setting thấp hơn xem như nào nhé. Chuyển xuống mức loud xem tình như nào. Đấy, chuyển xuống mức loud cũng được khoảng tầm 60-61 anh em ạ. Đấy, và CPU anh em có thể nhìn thấy là hoạt động có mười mấy phần trăm thôi. Đấy, còn rất là dư giả, và nhiệt độ tầm 54 độ C, cảm hình hoạt động gần như full load 100% rồi, nhiệt độ lên tầm 70 độ C rồi. Và anh em để ý cái xung của con CPU này, cái con CPU này xung mặc định là 2.6, nhưng mà khi mà mắc lên nó cũng có thể đạt đến cái mức xung khoảng tầm 3.6 nha anh em. Và hiện tại trong game nó đang ở cái mức xung là 3.3 nha anh em. Chơi thì mình thấy cũng tương đối là ok, ngon lành, mượt mà và ổn định. Anh em thấy con máy này như thế nào thì anh em có thể để lại bình luận ở bên dưới video. Cảm ơn anh em đã theo dõi hết cái video của mình. Nếu anh em thấy video này hay và hữu ích, anh em nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều.